và kế đến chúng con xin chuyển đến cho máy của tỷ An Mỹ để đọc câu hỏi của một vị tên ở máy tên là Tâm Niệm, và xin đạo tràng Tùy Duyên Hà Tĩnh chuẩn bị máy và âm thanh của mình ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ban tổ chức có thấy máy của chị An Mỹ ở máy Khánh Nguyễn không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đạo cư sĩ Diệu Âm, lúc trước nhà con có thờ hình Quán Thế Âm Bồ Tát đặt ở giữa nhà, đặt ở giữa, còn hai bên là Linh Sơn Thánh Mẫu và Quan Công. Từ khi con biết pháp môn hộ niệm niệm Phật A Di Đà, như vậy khi đặt hình A Di Đà để thờ thì con phải đặt như thế nào? Xin thầy hướng dẫn cho con. Con xin thành kính tri ân lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đang đứng bên cạnh Đức Di Đà, ngài cũng chấp tay kính cẩn đảnh lễ A Di Đà. Linh Sơn Thanh Mẫu nếu gặp A Di Đà, ngài cũng phải chắp tay đảnh lễ Phật A Di Đà. Vậy thì nếu muốn thờ cho đúng, thờ A Di Đà Phật ngay tại trung tâm và chỗ nào trang nghiêm nhất, Đức Quán Tâm ở bên cạnh, Đức Thánh Mẫu ở bên cạnh là đúng. Còn nếu chư vị nghe được ngài thiên như vậy thì thờ một Phật đại diện cho chư Phật trên mười phương, đại diện cho chư Bồ Tát trên mười phương, đại diện cho tất cả chư Phật. Một vị A-di-đà Phật là trọn vẹn trên mười phương pháp giới chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiện Thánh. Như vậy thì tùy chư vị, nếu thực sự chư vị nghe hiểu được như vậy thì cứ thờ một vị A Di Đà Phật là đại diện cho tất cả. Nếu còn thì Quán Âm Thế Chí bên cạnh cũng được, không sao cả. Nhưng mà luôn luôn tôn tượng của A Di Đà Phật, tôn tượng của chư Phật luôn luôn ở cái chỗ trung tâm, chỗ chính nhất là được rồi. A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và cái